cá mắc lưới. Bây giờ mình sẽ đi quay một số cảnh ở quanh cái hồ này. Cái hồ này rất đẹp. Bây giờ mình chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau thì sẽ bắt cá lên. Đây là một người bạn của mình, hai người cũng đi bắt cá. Ta rất lần. Rồi, trong lúc chờ đợi cá mắc lưới, mình sẽ bơi qua bên kia hồ. Ồ, đây, đây là micro đeo đây chưa? Ui, hồ đẹp quá. Đây. Có đĩa không biết? Không biết có đĩa không? Ui, nước mát quá, nó hơi đen. Wow. Này, cái micro này. Nó đeo lỗ tai rồi. Hey, đẹp trai chưa? Hai người hai tay lưỡi. Thả sống coi biết ai cả ai nhiều hơn. Ui, con ốc. Rồi, giờ mình đã đi qua bên cái bờ rồi. Mình sẽ đi quay cho các bạn thấy. Đây là cây tràm nước. Đây, cái tràm này là ở quê mình là người ta dùng để nấu tinh dầu tràm. Đây. Đây là một dược liệu đấy. Rừng tràm, người ta dùng cái lá này người ta nấu. Đây, dầu. Nghe thấy bán mình không? Đi bắt cá với mình đấy. Rồi, bây giờ là ra thu lưới. Mọi người chơi kỹ quá nghe. Rồi giờ mình thu lưới nghe. Chắc chắn là được rồi. Wow, đây đây một em to quá, cà rô, con, ui chắc chắn rất nhiều, phải bước đầu thôi mà quá nhiều rồi. Ôi giờ không phải, xịt một nửa thì được, con nữa, ui số quá. Cái đồ đồ đá sẽ bám phủn mặt nó cái đồ gì đó đấy. Ui số quá. Được 10 con rồi.
À, chiều nay nếu như mà không có cá thì mình sẽ lên chợ mình mua khoảng 1 ký cá gì đó để cắm vào lưới và về báo cáo cho vợ. Ui trời ơi, không có con nào cả. Đây, cái gì đây rồi đấy? Quay đi. Quay đây. À, kết quả một buổi chiều là có một tay lưới là được một cá thiệt to. Đây. Rồi, xin chào mọi người nhé. Do không có cá nên mà mình quyết định phóng sinh. Phóng sinh em cá này về với biển. Đây là một hình đồng đẹp cho em nó về với biển, về với sông nước. Hẹn gặp lại. Thua.